Dạ, chúng con xin kính chào sư ạ. Sẽ đang dạ xin chào con xíu. Dạ chúng con kính chào sư. Bắt đầu được rồi. Dạ. Hôm nay tôi cũng không có coi mà thấy trên Facebook hình như các vị thông báo là kinh 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 người mù Savoy. Savoy. Rồi. Có một chuyện mà mình phải nhắc tới trước khi đi vào nội dung bài kinh. Đó là hôm nay thì bà con đọc các sách văn học trên thế giới thì chẳng hạn như trong Ngàn Lẻ Một Đêm, bà con thấy có những cái câu chuyện mà nó rất là giống kinh Phật ha. Rồi các vị đọc ở trong văn học của Ấn Độ, ví dụ như trong Mahabharata, Bhagavad Gita rồi đó, Upanishad, các vị thấy phản phất và vắng vất rất là nhiều cái dấu vết của kinh Phật ở trong đó. Rồi Việt Nam chúng ta thấy cái lịch sử lập quốc của người Chân Lạp á, cũng có 18 vị vua giống hệt như 18 vua Hùng Vương của Việt Nam. Rồi chúng ta đọc sử Việt Nam, chúng ta thấy bà Âu Cơ, bà có 100 con, và cũng giống hệt như là một câu chuyện trong Chà Ta Cá Bổn Sinh của Phật giáo, không? Thì chúng ta đương nhiên trong cái thời lượng hạn chế này thì chúng ta không có thời gian để mà bàn mấy chuyện đó hả? Bàn đây là bị chúng chửi đó, bởi vì mở room ra rồi bàn mọi chuyện văn học tùm lum. Rồi kể cả cái chuyện người mù sờ voi thì trong kinh Bách Dụ của Phật giáo Bắc Truyền cũng có, mà trong văn học dân gian của nhiều xứ cũng có cái câu chuyện tựa tựa như vậy. Chẳng hạn bên châu Phi cũng có câu chuyện người mù sờ voi. Thì phải 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 nói cho bà con biết chứ không mất bà con hoang mang. Chẳng hạn như hôm nay với cái phương tiện truyền thông thoải mái thì chúng ta có thể biết một chuyện cũng đáng tiếc nhưng cũng thú vị, đó là những bài thơ mà của Mãn Giác Thiền Sư hay là của Không Lộ Thiền Sư. Có một thời gian rất là dài mình không có biết rằng ở bên Trung Quốc ấy thì cũng có những bài thơ y chang vậy. Y chang thì có nghĩa là giống bây giờ mình không biết của ai lấy của ai, là mấy ông thì mấy cái người Việt mình lấy của họ rồi mình để tên của mình vô, hay là họ lấy của mình rồi họ để tên của họ vô thì chỉ có trời biết thôi, nhưng mà phải nói cho bà con biết như vậy. Chẳng hạn như cái bài mà Trạch Đắc Long Xà Địa Khả Cư, thì trong đó có cái gì hữu thời trực hướng cô phong đỉnh nhất khiếu trường thanh hàng thái hư rồi đó các bạn, đó là y chang, y bên nào cũng có vậy. Phải nói cho bà con biết ha, để bà con đừng hoang mang, còn nếu thích thì đi tìm hiểu riêng. Rồi thì bài kinh sờ vô này nè, theo trong cái chú giải Át Tất Cà Tha đó cho biết rằng là cái chuyện có thiệt, đây là chuyện có thiệt chứ không phải là cái chuyện ngụ ngôn dụ ngôn, không phải, mà chuyện có thiệt. Đây chuyện có thiệt là đời xưa có một ông vua, trong kinh nói là không có kể tên mà chỉ nói ông vua đó cũng có tánh rất là nghịch ngợm. Thì chắc trong room là bà con cũng ngạc nhiên không biết cái chữ nghịch ngợm tiếng Pali kêu là cái gì. Thì Pali nghịch ngợm là kê lý si lá, si lá là thói quen mình mà nó có nghĩa là giới hạnh nữa, nếp sống hay là giới hạnh, mà nó cũng nghĩa là thói quen. Mà kê lý si lá nghĩa là nghịch ngợm, người có thói quen hay nghịch ngợm, ham vui, thích bày trò, thích bày trò. Chẳng hạn như thời Đức Phật có một vị đại đệ tử có một cái thắng hạnh đặc biệt lắm, tức là ngài Maha Kachayana đó, ngài đẹp đến mức mà nhìn từ xa đó, người ta tưởng Đức Phật. Ngài Nanda đó, người em cùng cha khác mẹ với Thái tử Tất Đạt, nhìn xa cũng giống Phật, đẹp như vậy đó, đẹp lắm.
Nhưng mà đặc biệt có một vị nữa là ngài Lắc Khun Đa Cá Phách gì á, tên 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 cúng cơm với ngài ngoài đời, cái thế danh ngài Lắc là Phách Giá. Phách Giá nghĩa là hiền thiện, tốt lành, nhưng mà ngài có cái ngoại hiệu là Lắc Khun Đa Cá, nghĩa là người lùn, là vì ngài thấp lắm, mập tròn mà có mà thấp, chiều cao khiêm tốn. Mà ngày đặc biệt đó là ngày cũng thời gian tu tập ba la mật giống như ngày Ca Diếp, ngày A Nan cũng 100.000 đại kiếp. Và cái thắng hạnh của ngài là có ngày có một cái giọng nói du dương, mấy vị kia thì đẹp nhìn như giống Phật, còn ngài đó thì ngài mở miệng ra cái âm thanh đó, nghe như tưởng Phật nói không, phạm âm du dương lắm. Cái giọng nói ngài là như chim ca lăng tầng già, giọng nói ngài giống như chịu nói Đức Phật, tức nghĩa là tôi đã đánh một vòng để các vị thấy có những vị đẹp lắm mà nhìn từ xa tưởng Phật. Và còn riêng ngài đó thì ngài, mà nếu mình không nhìn đó, mình chỉ nghe giọng nói tưởng Phật nói, giọng nói hay như vậy đó. Nhưng mà cái tướng ngài là như vậy, ngài không có hảo tướng, là bởi vì kiếp xưa ngài cũng từng là một người kê lý xì lại, kê lý xì lại, ngài nghịch ngợm. Có nghĩa là có một kiếp đó ngài làm vua đó, ngày kêu mỹ nhân giai nhân tú lệ vô múa hát hễ đi cũng chán, rồi ba cái ca vũ nhạc kịch diễn viên chuyên nghiệp này cũng chán, cuối cùng người nói bây giờ có cái trò nào cho nó vui kìa, chứ còn mấy cái này thường lắm. Thì cuối cùng người nghĩ chắc mấy kêu mấy ông già bà già mà đánh vật với nhau chắc vui lắm. Mày hiểu đánh vật không? Đánh vật là giống mình hiểu năm nay giống như judo, giống như là sumo vậy đó, tức là vật lộn nhau đó, mà cái đó rất là tổn đức, bởi vì người ta lớn tuổi rồi, mỏi mệt, mà chưa kể người ta cũng mặt mũi người ta nữa, sĩ diện người ta nữa. Nhưng mà lệnh vua mà ông cho bắt mấy 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 ông già bà cả về đó, vật lộn cho ông coi, thì do cái ác nghiệp đó đó, cái ác nghiệp đó đó, và đời đời ông sinh ra cũng bị ngày bị dị dạng, bị dị tướng, bởi bắt người ta trở thành cái trò đùa cho mình nhìn, thì ngược lại khi mình sanh ra đó, cái thân tướng của mình cũng trở thành cái trò đùa cho người khác họ chăm chọc ghê như vậy đó. Cái kê lý xì là chữ kê lý, chữ lý này chấm dưới nha, kê lý này nó cùng một căn với chữ ký la tí, có nghĩa là đùa giỡn, ký la tí là đùa giỡn, mà kê lý này có nghĩa là nghịch ngợm. Kê lý xì la là người có thói quen nghịch ngợm. Tôi giảng một dòng mênh mông như vậy ha. Rồi thì cái ông vua này cũng có thói quen nghịch ngợm đó. Thì bữa rồi ông nhìn thấy con, ông có con voi đẹp lắm, ông thấy con voi nó đẹp từ ngà vòi chân lưng mình bụng cái gì cũng đẹp hết. Ông lúc đó ông đang ngắm con voi thì ông thấy một người mù đi ngang trước hoàng cung chống cái gậy rồi dò đường á, chống dò đường cái này. Thì ông mới nghĩ trong bụng, nghĩ rằng mình có mắt mình thấy được cái này cái kia, mấy người mù này thì đâu có biết cái gì, nhất là mù bẩm sinh đó, đâu có biết cái gì. Cảm ấy nghĩ, ông mới có cái ý nghịch, ông mới kêu người đi bắt hết mấy người mù ở trong cái thành phố, trong cái hoàng thành, cái kinh thành đó về, không? Về mới cho họ rờ con voi để coi họ mà phải đi tìm mấy người mù bẩm sinh nha, mù bẩm sinh. Tiếng Pali kêu là chắc chanh thác, chắc chanh thác tới từ cái văn phạm là cha tí, cha tí cha ta cô, anh đó là mù. Cha tất cả cha ta cha ta cha cha ta tô âm ba vô có nghĩa là mù bẩm sinh ấy, chân chất chân thác cha tí cảm nhận thác, phải là mù bẩm sinh mới được, cái mù từ ở trong bụng mẹ đó, cho nên họ không có biết gì hết. Thì cho tập hợp là mấy người này lại, nếu mà rờ cho con rờ con voi rồi mỗi người thả lại theo họ đó, là con voi hình dáng nó ra làm sao, thì cái phần này bà con thấy rồi ha, bà con thấy rồi. Và như vậy thì câu chuyện này câu chuyện có thật của một câu chuyện xưa Đức Phật kể lại. Rồi bây giờ quay lại kinh, thì trong nhân cái sự kiện mà chư tăng á, nghe được những cái cuộc gọi là cãi cọ tranh luận của các tu sĩ ngoại giáo, ai cũng cho mình đúng hết, thì chư tăng đi bác nghe được vậy về nó thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật mới dạy rằng đó là phàm phu mà không có được học chánh pháp ấy, thì dễ dàng có cái nhìn phiến diện giống như là một cái đám người mù mù bẩm sinh ấy, vốn không có biết được cái hình dáng con voi nó ra làm sao hết, thì cứ mỗi người có một cái sở đắc riêng, sở đắc nha, mỗi người có sở đắc riêng. Rồi khi mà mình rờ chân ấy, thì mình thấy con voi nó hình dáng giống cái cột nhà, mình rờ cái lỗ tai, mình rờ cái đuôi,
mình rờ cái bụng, rờ cái lưng của nó, thì mình rờ ở đâu mình chỉ biết, mình nguyên một con voi nó to đùng, nó nặng cả tấn như vậy đó, mà mình chỉ rờ, mình chỉ nhận biết nó qua cái bàn tay, cái xúc giác của bàn tay thôi. Mình chỉ dùng cái xúc giác của bàn tay để mình gọi là nhận xét, mình đánh giá, nhận thức về cái hình dáng tổng thể của con voi thì nó rất dễ là phiến diện. Cho nên khi mà học bài kinh này á, bà con nhớ cái này, đây là những cái từ khóa, cái từ trong nước kêu là từ khóa, còn mình ngoài này kêu là keyword ha. Keyword là những cái chữ quan trọng, những chữ quan trọng mà con có tôi nói ra là bà con hay quá, này trong trong ai giỏi ghê ta nói ra mà viết liền hay quá. Đây là ba chữ quan trọng ở trong nội dung bài kinh này, ngài dạy thế này là tùy thuộc vào cái căn cơ của chúng sinh là sao ta, có người tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, si tức là hoài nghi á, si nhiều, không, tà kiến nhiều, ngã mạn nhiều, đấy. Rồi bên thiện, cái tôi đã nói rất là nhiều lần, thiện của mình nó chính là 25 tâm sở tích cực, mà ác mình là 14 tâm sở tiêu cực, đúng không? Thì chính vì đó, cái ác của mình nặng cái ác nào, cho nên cái thiện của mình cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ như mình bên thiện á, mà bên tâm sở thiện á, bên tâm lành mà mình có được cái tâm vô tham á, tâm buông bỏ đó, thì bên bất thiện á, cái phần mà bủn xỉn của mình nó ít đi, nó ít đi. Mà bên bên vô sân mình ít á, thì bên cái sân hận mình ít đi. Này, trí tuệ mình nhiều á, thì mình bớt si, bớt hoài nghi đi. Ví dụ như vậy, có nghĩa là cái thiện của mỗi người nó ảnh hưởng cái ác, mà cái ác của mỗi người nó ảnh hưởng cái thiện. Cái khuynh hướng tâm lý mỗi người như vậy. Và chưa hết, ngay cái trong cái tham á, mỗi người có cái kiểu tham khác nhau, có người thích nhìn, có người thích ngửi, có người thích nghe, có người thích ăn, có người nặng về xúc chạm, có người thích suy tư, không? Có người ăn rồi cứ ngồi trầm tư về thơ ca văn học triết lý tư tưởng, có người vậy đó. Như Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn, là từ trẻ đó, hoặc là Thượng Tuệ Sĩ từ hồi trẻ đó, là cái suốt ngày cứ nghĩ ba cái siêu hình trù tượng gì đâu không à. Còn có người thì như là Đinh Cường chẳng hạn, thì những họa sĩ như Tạ Tị chẳng hạn, thì suốt ngày từ bé là có ngày cứ nghĩ về hình ảnh màu sắc vẽ tranh thôi. Có người thích về nhạc, có người thích tranh, có người thích tư tưởng, có người thích thơ ca, đó là thích. Còn nói về cái tà kiến cũng vậy, chúng sanh cũng mỗi người có một kiểu tà kiến khác nhau. Có người thì thường kiến, có người thì đoạn kiến. Thường kiến có nghĩa là tin rằng đời đời có một cái linh hồn trôi nổi từ thân này qua thân khác, kiếp này qua kiếp khác. Họ tin có một cái thế giới vĩnh hằng, tin có một cái đấng chí tôn cao vời nào đó, đó là thường kiến. Còn anh đoạn kiến ấy, là anh nghĩ chết rồi là hết, trong đời này không có thánh thần tiên Phật, kiếp trước kiếp sau luân hồi giải thoát, không có ma quỷ khuất mặt khuất mè, tất cả đều không. Cái gì mình thấy được, sờ được thì cái đó có, còn cái gì không thấy, nghe ngửi nếm đụng được, cái gì mình không hiểu được thì cái đó là không. Kể cả kiếp trước kiếp sau luân hồi quả báo, thì họ gọi cái người này gọi là người đoạn kiến. Và tùy vào cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà chúng ta có cái phiền não khác không giống nhau, cái tham thích không giống nhau, ghét sợ bất mãn không giống nhau, rồi cái gì nữa, tà kiến không giống nhau, kiêu mạn không giống nhau, cái cả cái kiêu mạn cũng khác nhau nữa nha. Có người đó họ nặng về hình thức, họ kiêu căng kiêu ngạo vì họ giàu, họ đẹp, họ cơ bắp, không? Nhưng mà ngược lại có người không có kiêu ngạo về những cái bề vẻ ngoài, mà họ kiêu ngạo cái khác. Họ kiêu ngạo bởi vì họ họ có học vị, học hàm, họ biết nhiều thứ tiếng, họ họ có nhiều tác phẩm, nhiều công trình. Đấy, có người họ tự hào về tài sản, có người tự hào về nhan sắc, có người tự hào về sức khỏe, có người tự hào về tri thức, có người tự hào về quyền lực tiếng tăm. Riêng cái kiêu ngạo đó thì mỗi em có một kiểu này, thấy chưa? Thì chính từ cái chỗ thiện ác của mỗi người nó khác nhau, cho nên nó trở thành cái nền tảng nhận thức không giống nhau, và từ đó nó dễ dẫn đến một cái tình trạng mà hồi nãy tôi có đề nghị bà con đóng cái chữ Pali này, cái chữ gọi là e căng sát qua đá qua đi, viết cho tôi đi, e căng sát, cái chữ m chấm dưới đó, e căng sát qua đi và e căng sát qua đá, viết giùm tôi chỗ đó, tôi giờ đi được không, ai đánh máy nhanh ghê luôn á chứ. E căng sát qua đó, e căng sát nghĩa là phiến diện hay là một chiều. Được. Đi.
Ekansawadi. Ekansawada là chủ trương hay là học thuyết. Lập trường quan điểm, chỉ qua đó là chủ trương, lập trường quan điểm, chủ thuyết, chính sách, gọi là qua đó. Ekansawada có nghĩa là cái học thuyết hay là cái chủ trương một chiều. Còn Ekansawadi là người, người có chủ trương một chiều, có chủ trương phiến diện. Đó, Ekansawadi rồi nhớ nha, rồi. Mà trong khi đó đó, Đức Phật ngài dạy rằng đó, bản thân ngài và đệ tử ngài, những ngài chấp nhận ngài thì nên là cái người quý bách cho qua đi, có nghĩa là nói năng tư duy phải có phân tích. Quý bách chá, bách chá là bê bê trên á, bê bê hát, quý bách chá hai chữ gì, gì là choi ha, quý bách cho qua đi, biết làm tôi đi, quý bách cho qua đi, ngài xác định như vậy. Rồi quý bách chá chưa xong hả, quý chữ quý là chữ v đó, quý bách chá quý bách cho qua đi. Và nghiên cứu cái bài kinh này rồi trộn nghiên cứu, nghe giảng, tìm hiểu bài kinh người mù sợ voi này, bắt buộc chúng ta phải đọc thêm một cái bài nữa, đó là bài kinh Suốt Bà Hát, phá chữ BH, Suốt Bà Hát, trung bộ kinh chính, bài 99, không đánh nữa đi, kinh Suốt Bà Hát xuất tác, kinh Suốt Bà Hát xuất tác trung bộ, không trung bộ số 99, tức là sau khi mà tôi giảng xong thì bà con phải nhào vào trong đó, hoặc ngay bây giờ có smartphone, có laptop, có iPad, mở ra liền trung bộ bài 99, không đó, đó trung bộ 99 đúng, phải đọc thêm. Thì trong đó ngài xác định cái giáo pháp của ngài đó, bản thân ngài đó là cái người mà luôn luôn chủ trương là tư duy và nói năng phải là quý bách cho qua đó, quý bách cho qua đi, rồi có phân tích. Chứ đại kỵ là, đại kỵ là ê căng sáu qua đó, là một chiều ha, phiến diện. Còn một chữ nữa là ê căng á, ê căng á, ê căng á đắc si, có nghĩa là cái người mà có cái nhìn một chiều, cái nhìn phiến diện, không? Thì ở trong chú giải của kinh người mù á thì có xài cái chữ ê căng gặp, ê căng gặp đắc si, viết giùm tôi. E căng cái này e căng xá, còn cái e căng gắt chữ re, e căng gắt đắc si. Bài kinh này khi mình học đó là mình phải học mấy cái keyword này, rất là quan trọng, rất là quan trọng, không à, quan trọng. Cứ đọc như thần chú vậy đó, tôi sẽ là người quý phách cha và đi, tôi không phải là người e căng sâu và nụ e căng gắt, e căng gắt chữ n chấm trên đó, anh n chấm trên, xóa 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 chữ này đi, anh n chấm trên, e căng gác, chữ gác là chữ g đó, g lager, không e căng nụ, bỏ chữ h, bỏ chữ h, bỏ chữ h, anh n chấm trên, anh n chấm trên mà không có h, mà c chứ phải c, c anh n chấm trên mà là chữ, rồi phía sau là chữ c, thì viết lại giùm này, cái bên tay phải đúng nè, bên tay phải đúng nè, thêm cho taxi nữa, hai chữ s để cần gắt taxi. Đây là những cái keyword của bài kinh này, không như vậy chúng ta có mang mấy cái keyword này, e cần sát quà đá, e cần sẽ quà đi, quý phách cho quà đá, quý phách cho quà đi là 4, rồi e cần gắt taxi là 5 từ, không thêm cho taxi đó, đúng rồi đó, nhưng mà anh n chấm trên đúng hơn. Rồi thì cái ở đây nhớ, mình không biết Phật pháp, mình nhận thức vấn đề đó trên cái nền tảng tâm thức của người không biết đạo. Mà như tôi nói rất là nhiều lần, tất cả chúng sanh trong cuộc đời này, từ phàm cho tới thánh, mà thánh cao nhất là Đức Phật, cho tới phàm phu thấp nhất, thấy không, là con ruồi con muỗi, đều tư duy bằng một trong hai cách sau đây. Một là hiểu vấn đề như nó là, à, đó là cái cách nhìn của trí tuệ, cách nhìn của hiền thánh đó. Hiểu vấn đề như nó là. Cái hạng thứ hai là hiểu vấn đề như mình muốn. Đấy, nhớ nhờ tới chết cũng phải nhớ cái này nha. Tất cả chúng sanh phàm thánh cao nhất và thấp nhất trong cuộc đời này là luôn luôn tư duy bằng một trong hai cách này. Một là nhận thức vấn đề, hiểu ra vấn đề như nó là, tức là nó làm sao thấy nó như vậy. Còn cái hạng thứ hai đó là hiểu vấn đề, nhận thức vấn đề như mình muốn,
Này, và tôi đã nói rồi, phàm phu đó là chúng ta nhận thức vấn đề dựa trên rất là nhiều cái nền tảng tâm thức, rất là nhiều cái cơ sở tư duy. Này, một là cái cơ sở dựa trên cơ sở bất thiện, và hai là dựa trên cơ sở thiện. Cơ sở bất thiện là gì? Cái anh mà bụng xỉn á, thì anh suy nghĩ Phật pháp triết học cao siêu vậy nữa, nếu mà đọc những công trình mà cả ngàn trang lắm, mình tinh ý mình để mình sẽ thấy cha này trái kẹo à. Mà cái người rộng rãi đó là chỉ suy nghĩ cái gì nữa nó cũng phản phất ván vất, lãng đãng, mang mát, cái tinh thần hào sảng và cái bụng xỉn, ganh tị cũng vậy, tham nhiều, giận nhiều, người cực đoan, người thông thoáng thì luôn luôn họ tư duy theo cái gọi là định hướng tâm thức của họ. Nhớ nha, nhớ, phải nhớ, tu hành cũng vậy. Mang tiếng là tăng ni, cạo đầu đắp y, trên đầu thờ Phật, đúng. Nhưng mà đó tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý của mình, đấy, cộng với tiền nghiệp và môi trường sinh trưởng, môi trường giáo dục, môi trường học tập, mà từ đó chúng ta chọn ra những cái bài kinh tâm đắc, rồi chúng ta diễn dịch những bài kinh đó, suy tư nghiền ngẫm những bài kinh đó theo cái khuynh hướng, theo cái nền tảng tâm thức của mình, đấy, rồi từ đó chúng ta viết lách, chúng ta nói năng, chúng ta rao giảng, chúng ta tuyên truyền cái riêng tư ấy cho người khác. Nếu mà người kia mà họ tỉnh táo một tí, họ chỉ học cái hay thôi thì an toàn biết mấy. Nhưng mà nếu mà người kia mà nó đầu óc nó là chim lòng cá chậu, đại cái khuynh hướng mà chim lòng cá chậu, thích đóng khung, thích ở tù ấy, thì nó dễ thờ thầy, mà nó quên rằng thầy là người dạy cái điều hay, chứ ông thầy phải là người dạy mình điều tầm bậy. Cái người dạy mình chuyện tầm bậy đó là bạn xấu, chứ không phải là thầy. Thầy có nghĩa là người dạy mình điều hay, có phải tra từ điển có đúng không? Tra từ điển tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Do Thái, rồi thầy là người dạy mình kiến thức, thấy không? Cho nên khi mà mình tiếp thu, mình kế thừa không phê phán, kế thừa không phản biện, thì lúc bây giờ mình là nô lệ của thầy, chứ không phải là mình là học trò của thầy. Nó quan hệ với hai bên lúc giờ đã đổi rồi, nó là chủ tớ chứ không phải là thầy trò. Bởi vì thầy trò là mình chỉ kế thừa, thừa tiếp, đón nhận cái trao truyền từ thầy, cái hay, cái đúng. Nhưng mà khi mà ông thầy ông rao giảng, tuyên truyền, ông nhồi sọ, tẩy não mình bằng cái riêng tư của ông làm được, ok, ông nào cũng có cái riêng tư hết. Nhưng mà riêng mình, khi mà mình tiếp nhận thì mình phải có phản biện, có phê phán. Bởi vì nên nhớ, chúng sanh phàm phu luôn luôn là một chiều, luôn luôn là một chiều, luôn luôn là phiến diện. Có một điều, ở thằng tèo thì cái đó nó hơi nhẹ tí, còn ở thằng tí, ở thằng tí thì nó nặng nó có cái đó. Nhưng mà luôn luôn nhớ, phàm phu là cái cơ sở tư duy luôn luôn dựa trên cái thiện và cái ác của mình. Cái anh mà hào sảng, anh có cái kiểu tư duy triết học khác cái anh mà bụng xỉn. Cái anh mà vị tha, anh khác cái anh mà ích kỷ. Cái anh mà thông minh ấy, anh khác cái anh mà chậm lục. Cái anh mà cực đoan ấy, anh tư duy khác cái anh mà thông thoát. Tôi thề đọc là chỉ nói đúng. Thậm chí cái thằng cha mà nó có bằng đại học đó, nó suy nghĩ khác cái thằng mà trung học. Mà cái thằng trung học đó, nó suy nghĩ khác cái thằng tiểu học. Dầu thông minh bằng trời đi nữa, nhưng mà nếu anh chưa có lấy được bằng trung học thì anh có cái tư duy khôn thông minh lắm, nhưng mà nó cũng có phản phất cái tiểu học ở trong đó, cái đồng thấu ở trong đó, có thì nó có những nhận thức về đại số, về hình học, về lượng giác, về ba chiều, về bốn chiều, có những thứ nhận thức mà ở cái thằng tiểu học nó không có. Những nhận thức trừu tượng, những nhận thức trừu tượng về vật lý, về đại số, thằng tiểu học nó không biết. Cho nên sau này nó có học cái gì đi nữa đó, thì trong nhận thức đó của nó luôn luôn tránh, nó luôn luôn tránh cái gì mà nằm ngoài cái luồng nhận thức anh, ngoài cái luồng tư duy anh. Nhớ nha, cái anh mà chuyên toán anh khác cái anh mà chuyên hóa, khác kẹt nhỉ. Cho nên đi, cái tư duy, cái phàm phu nó mới dựa vào cái gì? Dựa vào nhiều thứ, dựa vào cái thiện của mình và dựa vào cái ác của mình. Mà chính cái ác của mỗi người nó không giống nhau, cho nên đó là cái từ đó từ đó cái thiện của mình cũng không giống nhau. Đấy, nhớ cái đó.
cái ác của mình không giống nhau thì cái thiện cũng giống nhau, vì cái ác của mình nó tác động lên cái thiện của mình. Các vị học quá chất là một, học về hội họa là hai, các vị biết chuyện đó mà. Quá chất là gì? Chất A cộng chất B nó ra chất C, lấy cái C này cộng trở lại với D nó ra cái khác, mà A B mà cộng F mà cộng trở lại D nó ra cái khác. Nhớ, mình pha màu trong hội họa cũng vậy, đúng không? À, màu tím, màu đỏ, màu xanh nó ra một màu khác, màu tím, màu đỏ, màu vàng nó ra màu khác, màu tím, màu đỏ mà nó cộng màu trắng nó ra màu khác. Như vậy cộng nó chỉ khác một chút nó ra cái khác liền. Thì trên cái nền tảng thiện của mình ý, không giống nhau, cho nên nó tác động vào cái ác của mình cũng giống nhau. Và khi thiện ác không giống nhau thì nền tảng tư duy, cơ sở nhận thức không giống nhau, và từ đó chúng ta dễ dàng rơi vào cái phiến diện nha. Cho nên nếu hôm nay mà có người Phật tử lớn tuổi hoặc là hiểu chậm nhớ dở mà hỏi tôi, chứ bây giờ tôi già quá, bây giờ xin gom gọn Phật pháp được cho tôi được không, cái tinh thần Phật pháp là gì, thì tôi nói rằng nó có 1001 cái cách thu gọn nha, 1001 cách thu gọn. Nhưng mà tạm thời bây giờ trong lúc tôi đang giảng này đó, thì tôi chỉ gợi ý cho các vị gọi là đặc điểm cần có của ở một người tu Phật, học Phật, thương Phật, kính Phật, thờ Phật. Đó là nếu mình dốt quá mình không nhớ gì hết, chỉ nhớ ba cái này: cái gì trên đời này cũng vô thường, thân Phật, trí Phật, hạnh Phật, công đức của Phật vẫn còn nằm ở trong cái hiện tượng của hữu vi. Bên Nam truyền nó như vậy: tâm Phật, trí Phật, không? Phật tướng, Phật hành, tất cả cái gì liên hệ tới Phật vĩ đại như vậy, thiêng liêng cao vời như vậy đó. Nhưng mà hãy có sanh là có diệt, nói gì là cái thứ khác, đúng không? Tất cả cái thiện cỡ nào, ác cỡ nào, vui cỡ nào, khổ cỡ nào, đẹp cỡ nào, xấu cỡ nào, lâu cỡ nào, mong manh cỡ nào, bền vững cỡ nào, miễn là có thì phải mất đi. Nên cái chuyện đầu tiên phải nhớ là mọi thứ đều là vô thường, đó là những thứ sống chết gì cũng phải nhớ. Thứ hai, thương được ai thì thương. Thương cái này không có nghĩa là mù quáng giao mạng cho người khác để cho người khác ta hồ gạt mình, không phải. Mà thương này có nghĩa là tha thứ được thì tha thứ, giúp được thì giúp, nhưng mà trong cái khoảng cách an toàn, nhớ nha, trong khoảng cách an toàn. Cái này trong hoạt đơn nha, hoạt đơn. Tức là thương được ai thì thương, tha thứ được thì tha thứ, à, nhưng mà trong cái khoảng cách an toàn, đấy, trong cái cách thức an toàn. Và cái thứ ba quan trọng, chuyện gì mình không rành thì hãy cẩn thận tìm hiểu lại hoặc để nó qua một bên nha. Chuyện gì mình không có rành lắm thì cẩn thận nghiên cứu lại, còn không nó để qua một bên, chứ đừng có dại dột mà chấp nhận liền chỉ vì thích nó, hoặc chống liền chỉ vì ghét nó là không được. Cho nên đó là ba cái đặc điểm của người học Phật. Một là luôn nhớ rằng không có gì bền. Cái nhận thức này rất là quan trọng. Khi mình hiểu không có gì bền là mình không có chấp chặt cái gì hết. Dầu tinh thần hay vật chất, tình cảm hay lý trí, đúng không? Cái điều thứ hai, thương được thì thương, tha được thì tha. Nói chung là cái thứ hai là cái điều lành, là điều lành, điều lành làm được thì làm. Mà hãy điều lành mà làm được thì làm, thì mình phải hiểu ngầm điều ác tránh được thì tránh, bắt buộc rồi. Bởi vì thiện ác không thể song hành, không thể song hành, bắt buộc không thể song hành. Cho nên mình nói gọn, mình nói thiện, điều thiện phải làm được thì nên làm như có thể, thì điều đó cũng có nghĩa là điều ác tránh được thì nên tránh, phải không? Và cái điều thứ ba, luôn luôn tâm niệm rằng cái gì mình không có rõ lắm thì phải cẩn thận tìm hiểu, hoặc là thấy nó không cần lắm thì để nó qua một bên. Nhưng mà nhớ tuyệt đối không có vì thích mà nhắm mắt chạy theo, chấp nhận thờ phụng thần tượng, mà cũng không vì ghét mà từ chối, xô đẩy, khước từ, không nên. Phải cẩn thận, không? Đây là đặc điểm người tu Phật. Cho nên bây giờ anh có theo thầy bà gì đi nữa, trên rừng hay dưới phố, không? Cao tăng hay là tăng sư, không? Thì luôn luôn mình phải nhớ cái đó. Mình theo ai theo nhưng mà phải nhớ đặc điểm của người học Phật là phải như vậy đó. Và trở lại cái nội dung của chánh kinh, nội dung mà khích khao đó, thì cái quan điểm của chúng sinh trong đời này ấy, do không hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, không hiểu rằng mọi hiện hữu là khổ, không hiểu rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ, không hiểu rằng muốn thoát khổ thì đừng thích trong khổ nữa,
không hiểu rằng sống trong ba cái nhận thức đó chính là con đường thoát khổ. Do đó nó mới nảy ra những cái quan niệm sai lầm về cái hiện hữu của mình, và từ đó nó dẫn đến cái hiện hữu sai lầm, cái dẫn đến cái sự sai lầm về cái hiện hữu, sự hiện hữu của người khác, của thế giới, của vô lượng vũ trụ. Tin rằng là trên đời này nó có một cái bền vững, thay vì trên đời đã có mặt không có gì là vô, không có gì là không vô thường, nhưng mà mình ráng mình tin nó có một một người, một vật, một sự kiện, một cảnh giới, một cái gì đó đó mà nó bền vững, đó là cái ngọn, cái điên đảo mộng tưởng nhất. Cái điên đảo mộng tưởng thứ hai đó là trong cuộc đời vốn dĩ không có gì hạnh phúc này, thì mình lại tin cái tưởng rằng có một cái trạng thái, có một cái cảnh giới nào đó, có một cá nhân nào đó tuyệt đối an lạc, vĩnh hằng. Không được, mình phải nhận thức rằng mọi hiện hữu đều là khổ. Mà khổ nó có hai, đó là khổ cảm giác và khổ bản chất. Khổ cảm giác tức là sự khó chịu của thân tâm, và khổ bản chất đó là, có nghĩa là sự bất toàn, bất trắc. Thì đó gọi là khổ bản chất, à, mọi thứ đều là khổ. Và cái thứ ba, cái gì là cái gì cũng, khi mà cái gì cũng vô thường, cái gì cũng là khổ ấy, thì chúng ta không có lý do để mà kiếm tìm, tin cậy, giao phó và kỳ thác và một cái tôi hay là cái của tôi, bởi vì nó khổ quá. Mà giống như bây giờ các vị cho tôi, phải cho mà năn nỉ tôi được, rồi mướn tôi trả tiền cho tôi, làm sao mà kêu tôi đi qua Ukraine. Ukraine đang đánh nhau với Nga, kêu tôi về Iraq, kêu tôi về Ấn Độ mà nhận quốc tịch tôi có về, bởi vì tôi nghe nó tới mà Syria nè, nghe nó tới mà Iraq này, nghe tới Ukraine nè, là nghe tới châu Phi là tôi đã nổi da gà này. Tôi không hề có cái ý, tôi không hề có nghĩ mà muốn nhập tịch rồi đó. Tôi nói thiệt, bữa nay cho tôi mở ngoặc, tôi nói chuyện nhỏ xíu, cái chuyện này bị chửi, nhưng mà tại vì nhớ tới đâu nói tới đó. Tôi đang nói về chữ vô ngã đó. Các vị có biết tôi đọc báo, tôi thấy rất là nhiều người nói rằng tôi tự hào tôi là người Việt Nam, nhưng mà tôi ở nước ngoài lâu năm tôi biết. Các vị biết tôi giấu cái thân phận Việt Nam, các vị biết không? Không lẽ gì mình đi nói dối mình là người Lào, người Campuchia, mà lỡ mà nó nghe nó hỏi tiếng Miên là chắc cha mình luôn, không? Chứ người Việt Nam trong nước không biết ai mà tuyên truyền họ là mình phải hãnh diện, mình phải tự hào mình là người Việt Nam. Chứ tôi nói thiệt đó, giấu được thì giấu, bởi vì không có danh dự gì lắm đâu, không có đâu. Mặc dù có rất nhiều người Việt trí thức thành công và có đóng góp lớn cho những cái quốc gia mà họ định cư, ví dụ như Úc, Mỹ hoặc là các xứ châu Âu, cái đó có thiệt, nhiều người Việt Nam giỏi bằng trời, trong NASA, cơ quan NASA của Mỹ, hay là trong Pentagon, ngũ giác đài của Mỹ, hay là trong chính phủ của Mỹ, đều có lấp lánh, thấp thoáng người Việt Nam nhiều lắm ạ. Và trong các trường đại học lớn của Mỹ là các là giáo sư, các tiến sĩ Việt Nam đóng góp nhiều lắm, rất là nhiều. Và người Việt Nam đã đóng góp kinh tế cho Mỹ không ít, chỉ riêng cái khoản là nail là bằng bạc tỷ mà Việt Nam tiền neo mình đóng góp cho nước Mỹ, chỉ riêng cái đám neo thôi, không phải kể cái đám khác. Nhưng mà mình nhiều vấn đề lắm. Mà khi mà mình biết mình nhiều vấn đề, ví dụ như mình thấy bên Đài Loan, bên Nhật ấy, mà đi đâu mà ta cũng để mấy cái bản thông cáo bằng tiếng Việt và có nội dung rất là xúc phạm ấy. Đấy. Thì mình nản lắm, mình không muốn nhận mình là người Việt. Thì cũng vậy, khi mình thấy vạn hữu cái gì cũng khổ, là vô thường hết, thì Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, cái gì vô thường thì cái đó là khổ, mà cái gì khổ thì này các tỳ kheo, có hợp lý chăng khi các ngươi thấy nó là tôi, là của tôi? Đấy. Chính vì không hiểu mấy cái này, không hiểu tam tướng, không hiểu bốn đế, cho nên từ đó mù tịch bị duyên khởi, không biết rằng cái gì nó đã tạo ra cái sự có mặt của mình trong cuộc đời này, mình không biết. Mà mù tịch về bốn đế, về duyên khởi, mù tịch về quẩn, về xứ, về giới, về đế, về duyên khởi, về tam tướng, thì khi mà một tình như vậy, chúng ta sẽ tùy vào cái nền tảng nhận thức của mình, tùy vào cái trình độ học tập, khả năng tư duy của mình, mà mình rơi vào trong cái tà kiến nào, thường kiến hay đoạn kiến. Đấy. Và khoan, còn cái nữa, sẵn cái này nói luôn, cái này rất là quan trọng. Ở trong bài kinh này có nhắc đến một cái câu rất là nổi tiếng, cái câu này được xe không phải câu mà nó là một là bốn cái định đề, nghe cho kỹ nha, bốn cái định đề triết học rất là phổ biến, rất là nổi tiếng thời Đức Phật, và 99% người Việt Nam đã hiểu lầm cái chữ này. Đó là trong bản dịch tiếng Việt kinh đại,
Như Lai chết rồi có còn không, hay Như Lai chết rồi không còn gì? Khi Như Lai chết rồi có phải còn cái này, còn một số và mất đi một số, có một số và không có cái, không có một số, một số thứ, nghĩa là hiểu không? Tức là Như Lai chết rồi còn sót là cái gì không, hay là mất, gọi là Như Lai chết rồi có phải mất hay không, mất mất sạch. Một là chết rồi có còn là cái gì, hay là chết rồi mất sạch. Rồi cái thứ ba là có phải Như Lai chết rồi còn là một số và mất đi một số, và cuối cùng hay là không phải cái gì hết, nói còn cũng không được, mất cũng được. Thì cái chữ Như Lai ở đây tôi xin xác định lại, cái chữ Tát Tha Ca Tô ở đây trong chú giải ghi rất rõ, đây là cái chữ này có nghĩa là chúng sinh, chứ không hề liên hệ đến Đức Phật. Nhớ nha, tới chết cũng phải nhớ nha. Từ đây về sau mở kinh tạng ra mà thấy rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, Như Lai không phải tồn tại cũng không phải không không tồn tại sau khi chết. Thì cái đó phải hiểu rằng cái đó là dịch theo Hán tạng. Chỉ cái chữ Tát Tha Ca Tô chỗ này nó có nghĩa là chúng sinh nói chung. Nhớ nghe như vậy, cái này phải dịch lại. Tất cả chúng sanh chết rồi là mất sạch phải không, hay là tất cả chúng sanh chết rồi vẫn tiếp tục tồn tại, là cái thứ ba. Chúng sanh khi chết rồi có cái còn có cái mất, và cái thứ tư nói sao cũng không được. Thì tổng cộng cái này nó là bốn cái định đề triết học của Phật giáo, của người Ấn Độ thời đó. Bốn định đề rất là phổ biến, rất là nổi tiếng. Và từ đây về sau thấy cái chữ Như Lai trong trường hợp này là mang sửa lại dùm chúng sinh. Nhớ nghe, trong chú giải nói rõ, cái commentary nói rõ như vậy đó. Rồi chỉ ở cái chỗ chữ Tát Tha Ca Tô đây không có hiểu là Như Lai, bởi vì sao? Vì chữ Tát Tha Ca Tô nó có nghĩa là Tát Tha và A Ca Tát, hoặc là Tát Tha Ca Tát, nó có hai cách định nghĩa. Tát Tha Ca Tát, ở Tát Tha cộng với A Ca Tát có nghĩa là cái người đã đến với cuộc đời này theo cái phương thức cũ, theo cái lối mòn của đồng loại. Tức là người xưa, bao nhiêu thế hệ trước người ta đã đến với cuộc đời này bằng cách nào thì bây giờ mình cũng đến với cuộc đời này theo cách đó. Con trùng con dế cách đây 100 năm nó đã đến, 1000 năm nó đã đến cái cuộc đời này bằng cách nào thì con trùng con dế bây giờ nó cũng đến bằng cách đó. Không? Rồi con người mình cách đây 100 năm, 1000 năm nó đến cái cuộc đời này bằng cách nào? Không? Bằng tình yêu nam nữ, bằng giao phối, bằng cơm cháo gạo bánh. Không? Thì hôm nay chúng ta cũng đến với cuộc đời này bằng từng chừng đó, những điều kiện, những nhân tố. Thì cái chữ Tát Tha Ca Tát thì nó có nghĩa, trong trường hợp này là nó có nghĩa là chúng sinh. Mà tại sao chúng sinh được gọi là Tát Tha Ca Tát? Bởi vì là những cái loài mà đã đến với cuộc đời này theo cái cách cũ của đồng loại trước đây. Và chữ Tát Tha Ca Tát nó hai cách, một là Tát Tha cộng với A Ca Tát, có nghĩa là đã đến đây theo cách cũ, và Tát Tha cộng với Ca Tát là nay mai này nó cũng lìa bỏ cuộc đời này theo cái cách cũ. Tát Tha Ca Tát, Tát Tha mình cộng với Ca Tát nghĩa là sẽ ra đi theo cái cách cũ, còn Tát Tha cộng với A Ca Tát là đã đến đây theo cái cách cũ của đồng loại, không? Những cái là sẽ đi theo cái cách cũ của đồng loại. Và như vậy rõ ràng là nó là ám chỉ cho chúng sinh. Còn chư Phật á, cũng được gọi bằng cái từ đó nhưng mà phải hiểu nghĩa khác. Tát Tha cộng với A Ca Tát có nghĩa là các ngài đã xuất hiện trên cuộc đời này theo cái cách mà chư Phật quá khứ đã đến. Và mai này khi mãn thọ, các ngài cũng sẽ viên tịch, sẽ ra đi, sẽ lìa bỏ cuộc đời này theo cái cách mà chư Phật quá khứ đã lìa bỏ. Đó là hàng nghĩa như vậy. Do đó cho nên chữ Tát Tha Ca Tát đây không phải hiểu là chúng sinh, mà không phải nghĩa là Phật, mà có nghĩa là chúng sinh. Nhớ nha, nhớ cái đó rất là quan trọng. Rồi như vậy thì bà con nhớ giùm mấy bài kinh người mù sẹo voi này tổng chi lại nó nói cái gì. Nội dung bài kinh này nói rằng khi mà chúng ta không có được cái nhận thức đúng đắn vậy thì chúng ta rất dễ dàng phải rất mà luôn luôn rơi vào cái tình trạng phiến diện một chiều, mà cái đó chỉ có hại giống có lợi. Nhớ nha, mà cái kiến thức, cái nhận thức đó nó đến từ từ ba nguồn nha. Tất cả nhận thức trên đời này đến từ ba nguồn. Nguồn một là văn, tức là khả năng đọc nghe, nghe và học đọc, mình đọc hoặc mình nghe từ người khác, nghe mình nghe qua mình đọc của người khác thì cái đó được gọi là trí văn. Gồm cái hai là nghe hoặc là đọc, đọc bằng mắt, nghe hoặc là đọc, nghe bằng tai đọc bằng mắt thì gọi là trí văn. Trí tư là cái khả năng gặm nhấm, thấm thía, tiêu hóa, suy tư, tư duy với riêng mình, thì đó gọi là trí tư. Còn thứ ba là trí tu,
Trí tu đây có nghĩa là những cái nhận thức mà nó có được khi mà mình chứng đắc thiền định hoặc thánh trí. À, phải nói rõ nha, thiền định hoặc thánh trí. À, thánh trí là trí tuệ thánh nhân đó. Thiền định hoặc thánh trí. Bởi vì người chứng thiền định họ sẽ thấy ra được những cái điều mà cái người không chứng thiền không thấy được. Đó. Thí dụ như bây giờ nói đến nhân quả báo ứng luân hồi, phải không? Thì cái anh mà anh phàm á, anh phàm nha, mà anh đắc được thiền định, anh có được cái túc mạng minh ấy, anh thấy rõ ràng có thiên đường, có địa ngục, có kiếp trước, có kiếp sau, có nhân quả báo ứng. Cái biết của ảnh nó khác hẳn cái biết của mấy học giả, của mấy thằng cha tháp ngà, của mấy thằng cha cắn bút ở trong thư viện, nhớ nha. À, nhưng mà còn có cái biết nữa, đó là trí tu. Trí tu mà của thiền định, rồi trí tu của tuệ quán, tức là khi mà mình chứng thánh. À, khi mà hiểu được bốn đế là gì, duyên khởi là gì, tam tướng là gì, quẩn xứ giới đế là gì, không? Thì lúc bây giờ đó, cái nhận thức của mình về thế giới này nó khác càng cha hay màn cha có thần thông. Có thần thông mà còn phàm á, thì chỉ thấy được những cái điều mà mắt thường không thấy. À, chứ còn chả không có thấy được cái mà phàm nhân không thể thấy. Ví dụ như cái anh có thiên nhãn á, ảnh có thể thấy một con bò cách xa ảnh 5.000 cây số, trong khi cái mắt thường là chỉ có thể nhìn thấy con bò nó trong cái khoảng cách là 100 mét, 50 mét. Còn ảnh có thiên nhãn thì ảnh thấy được con bò đó ở khoảng cách 5.000 mét, 5.000 cây số, 10.000 cây số, và cách ảnh đó là 1 năm ánh sáng, 2 năm ánh sáng, 1 triệu năm ánh sáng, ảnh vẫn thấy. Đó là ảnh thiên nhãn. Tuy nhiên cái anh thấy vẫn là con bò. Nhớ nha, bữa nay sống chết thì cũng phải nhớ chỗ này. Cái thiên nhãn của phàm phu á, tức là ảnh thấy được xa, ảnh nghe được xa, ảnh nghe được những cái tần số âm thanh hạ âm, nhưng mà những hình ảnh âm thanh ánh sáng, ảnh thần thông á, ảnh có thiên nhãn thì nhỉ, ảnh thấy được, nghe được những thứ mà mắt thường không nghe được. Nhưng cái ảnh thấy được vẫn là cái mà mọi người biết. Thí dụ như ảnh có thể nghe được một cái âm thanh mà cách mình ở một cái hành tinh cách mình 1 triệu năm ánh sáng, mà nếu âm thanh đó mà nó ở trên trái đất này thì mọi người vẫn có thể nghe được. Thí dụ đó là một bài hát đi, thí dụ như đó là một bài hát mà xa quá mấy người chung quanh ảnh họ nghe không được, nhưng mà ảnh có thể nhỉ nghe được. Nhưng mà cái nghe được cũng vẫn là bài hát thôi. Nhưng mà riêng cái người mà tu tập tuệ quán lại khác, cái người mà tu tập tuệ quán mà chứng thánh đó, thì lại khác. Cái anh thiên nhãn anh nhìn thấy một con bò cách mình 1 triệu năm ánh sáng, nhưng mà cái bậc thánh đó thì họ nhìn con bò là qua khỏi cái đó nữa, trong mắt vị đó không có con bò không có tồn tại, mà chỉ là đất nước lửa gió tâm thức và tâm sở. Trên hình thức vị đó thấy con bò, nhưng mà vị đó còn biết thêm một chuyện nữa, cái gọi là con bò, ý niệm về con bò, khái niệm về con bò, tên gọi về con bò, tất cả những cái gì mà liên hệ với cái hình thức của khái niệm của bò là điều là giả, giả vọng, giả hợp, ảo tưởng, là điên đảo mộng tưởng. Trong khi cái bản chất rốt ráo của con bò nó là đất nước lửa gió, là tâm thức và tâm sở, là thiện ác. Nhớ nha, cái ghê vậy đó. Thì phải có bài cái trí, phải có 3 nguồn, một là văn, tư và tu, và 3 cái này phải dựa trên nền tảng của Phật học. Các vị thấy cũng hơi kỳ, các vị nghĩ ổng là tu sĩ Phật giáo thì ổng kêu gọi nghiên cứu Phật pháp, nhưng mà về lý do thì tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Bởi vì chỉ có trong Phật pháp đó, thì mới có thể dung chứa được tất cả các quan điểm. Thí dụ như một tu sĩ ngoại giáo của Ấn Độ, họ có thể họ đắc thiền, nhưng mà họ không biết gì về cái tam tướng, họ không biết gì về duyên khởi, về bốn đề. Nhưng mà riêng trong Phật giáo, cái thiền định trong Phật giáo có thể dạy cho mình đắc thiền, đắc thành thông, có thể dạy cho mình về phạm thiên, mà cũng có thể dạy cho mình thấy rằng đi đâu cũng vậy thôi. Về cái khoảng này thì mấy cái tôn giáo khác không có, nhớ cái đó nha. Và không có tôn giáo nào mà dạy mình cái tinh thần ly dục rốt ráo như đạo Phật, như Phật pháp. Phật pháp dạy mình đời sống vật chất ngũ dục là đáng chán, khoái lạc nhân gian là đáng chán, nên tu thiền. Nhưng Phật giáo cũng dạy thêm nữa, tu thiền nó an lạc hơn cái đời sống người vật chất nhục dục, nhưng mà nó cũng không phải là cái để con ôm ấp, con phải lìa bỏ cả nó nữa, để con nhớ rằng mọi hiện hữu là khổ. Mà đủ chưa? Chúa, khi con đã là một hành giả tứ niệm xứ rồi, con thấy rằng cái tính tấn niệm định tuệ của con ấy, nó vẫn là vô ngã vô thường, nó là chiếc bè qua sông, nó là viên thuốc chữa bệnh, nó không hề là cái để mà con thờ lại trên đầu như là châu báu nghìn đời.
không phải, nó là phương tiện nhất thời, phương tiện giả nhất thời chi dụng, nhớ nha. Rồi sao nữa, khi đã chứng thánh rồi, chứng la hán rồi, thì vị thánh hiểu rằng ta vừa hết bệnh, ta vừa trả xong món nợ sinh tử, và ta ráng lê cái thằng mấy chục ký này thêm ít lâu nữa, khi duyên nó mãn thì sao ta, ta bỏ nó luôn. Chứ vị đó cũng không hề tâm đắc, không hề thích thú, không hề thấy hãnh diện này với cái sở chứng sở đắc của mình chỗ đó, nhớ nha. Vị A-la-hán chỉ nghĩ rằng ta đã hết bệnh, sắp ta đã ra tù, ta đã hết bệnh, ta đã trả xong nợ. Các vị nghe kịp không? Ta đã ra tù, ta đã thoát nợ, ta đã ra tù, đã hết bệnh, đã trả xong nợ, chỉ nghĩ vậy thôi. Chứ không phải như mình đó là trời rất mặt mũi đẹp đẹp chút rồi cái mặt nó ghét, nó kiêu ngạo, rồi có tí tiền đẹp chút kiêu ngạo, giàu chút kiêu ngạo, có bằng cấp tí kiêu ngạo, có hồi lết được cái xác vô chùa cúng dường cá cá cái kiêu ngạo, quen biết cái cao tăng hòa thượng cái kiêu ngạo, đi chùa lâu năm cái giờ mấy đứa mới vô cái kiêu ngạo, ngồi thiền ba mớ kiêu ngạo, học giáo lý ba mớ kiêu ngạo, biết tứ niệm xứ một tí kiêu ngạo, qua Miến Điện cái hai ba lần cái kiêu ngạo, biết ngày Upanita ngày ba ao hai ba lần cúng dường cái về kiêu ngạo, nó chung đụng cái kỹ móc dụng kiêu ngạo hết. Vậy là vì sao? Là bởi vì đừng kinh nói nặng lắm, mình giống như con chó vậy. Con chó mà cột vô trong một cái chỗ nào đó, nó có sủa, nó có cắn, nó có la đó, thì nó cũng quẩn quanh cái góc cột đó. Một cái người mà không có hiểu Phật Pháp ấy, thì kiêu ngạo ngay trong cái bất thiện của mình, kiêu ngạo ngay trong cái thiện của mình, kiêu ngạo ngay trong cái vui của mình, kiêu ngạo ngay trong cái khổ của mình, trong mọi tình huống lúc nào cũng tôi và của tôi hết, như con chó nó có la, nó có sủa, nó có cào cấu, thì nó không ra khỏi cái chỗ cột đó, y chang như vậy đó. Đấy. Và chính từ chỗ đó cho nên nó dẫn đến cái nhìn phiến diện. Đấy, chó mà phiến diện, phiến diện. Khi mình là một con chó là bắt buộc là mình mang thân người, nhưng mà nhận thức của một con chó đó là coi như là người ta nói là sửu nhi đó, trẻ trâu, nhưng mà thật ra cái sửu nhi nó dư ghê bằng cái cẩu nhi. Cẩu nhi còn thảm nữa, bởi vì cẩu nhi là trung kinh nói đó. Cho nên cái tinh thần của kinh sờ vô này là vậy đó, tức là phải trao dồi văn tư tu. Đấy, phải trao dồi văn tư tu, mà văn không chưa đủ phải tư, mà tư chưa đủ phải tu. Đấy, để chi? Để thấy được rằng mọi hiện hữu là khổ, thích cái gì ghét cái gì cũng là trong khổ, muốn hết khổ thì đừng thích ghét công trong khổ. Và lui liên tục sống bằng ba cái nhận thức đó chính là con đường thoát khổ. Liên tục như vậy, mình là do thân tâm này, thế giới này, xã hội, đất nước này, dân tộc này, do duyên mà có, rồi cũng sẽ do duyên mà mất đi. Ukraine là một cái đất nước mà phải nói đó, nó có những thành tựu mà phải nói là lộng lẫy. Công nghệ của Ukraine nó là phải nói cực kỳ đáng kể. Trong cái khối mà Liên bang Xô Viết ngày xưa là nó đã rực rỡ rồi. Nó làm được máy bay, nó đóng được hạm mà. Mấy cái chiến hạm lớn, tàu hàng không mẫu hạm nó đóng được. Nó làm máy bay được. Đấy. Mà tôi nói thiệt, trong lòng của tôi ấy, thì tôi xài đồ của Ukraine, tôi chưa có xài, nhưng mà trong lòng của tôi có đức tin, tôi có niềm tin với Ukraine hơn là đồ của Nga, đồ của Tàu nữa. Và người Ukraine rất là thông minh. Một dân tộc mà sở hữu nền công nghệ mà rực rỡ như vậy phải là thông minh. Mà người phụ nữ Ukraine được xem là một trong những dân tộc mà có cái, dân Ukraine là những dân tộc mà cung cấp mỹ nhân cho thế giới gọi là nhiều nhất, nó tương đương với anh chàng này Venezuela rồi đó. Đẹp người, đẹp nết, thông minh, giàu có, tài nguyên của Ukraine là lộng lẫy ấy. Thế nhưng trong một ngày sầu trời với sự tấn công của người Nga thì lịch sử của Ukraine đã sang trang. Hôm nay chúng ta phải nói một câu rất là ngậm ngùi là có khả năng Ukraine trở thành một Tây Tạng thứ hai. Này, tuy nhiên đó là nói về mặt tiêu cực. Còn về mặt tích cực, chúng ta phải nhận rằng chính cái năm 1959 khi mà Trung Quốc chính thức là xâm chiếm Tây Tạng thì đã đẩy hàng triệu người Tây Tạng ra nước ngoài và đã thay đổi diện mạo của Tây Tạng. Hôm nay toàn thế giới đã biết Tây Tạng và yêu thương Tây Tạng, và những hoạt động của Phật giáo Tây Tạng ngày một lớn mạnh. Trong họa có phúc. Và chưa hết, vì những chiến tranh ở Đông Dương mà hôm nay có rất nhiều người Lào, người Việt, người Campuchia đã trôi dạt khắp nơi trên thế giới. Và hôm nay cũng vậy, riêng Thụy Sĩ đã nhận 30.000 người Ukraine
Trong khi đó có rất nhiều người trên thế giới mơ được về thụy sĩ nhưng mà không được. Ấy vậy mà nhờ chiến tranh mà có 30.000 người Ukraine được vào thụy sĩ, còn Đức thì vô thiên lũng, nhiều vô số. Vô số người Ukraine đã đi xe lửa xuyên qua các xứ Đông Âu để đến được Đức. Và rồi đây, thế hệ của họ sẽ nằm xuống, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Họ chạy trốn chiến tranh để rồi con cháu của họ được khá. Tôi nói cái gì? Tôi nói cái gì có vẻ lạc đề. Tôi muốn nói cái này. Cả một cái đất nước như vậy, một dân tộc lộng lẫy như vậy, nhưng mà cái khả năng xóa sổ cực lớn trên đời, cái gì cũng giả hết. Giả hết. Giả hết. Có đất nước đó, dân tộc đó, đấy, quy mô tầm cỡ đó mà nó còn có khả năng xóa sổ thì nói gì là một thành phố, một thị trấn, một gia tộc, một gia đình, một mái ấm và cuối cùng là một tấm thân mấy chục ký lô thì xá gì, xá gì quý vị. Có đó rồi mất đó thôi. Có một điều, có công đức thì biến động nào nó cũng thành trở thành cơ hội tích cực. Không có công đức thì biến động nào nó cũng trở thành cái tai họa hết. Cho nên Phật vẫn đúng khi Phật dạy hành thiện lánh ác. Để chi? Để trên cái dòng chảy của luân hồi đó, nó có vô thường cỡ nào thì cái anh mà có tu học, anh có công đức, anh cũng vẫn đi lên. Còn nếu không có tu học, không có công đức thì cái dòng chảy cuộc đời nó sẽ cuốn mình về bóng tối, về những cái xoáy nước thôi, về cái chỗ chết thôi. Nhớ nha. Cái bài kinh mù sờ vôi đó, lúc tôi nói tới một ngày đêm của ông hết, mà nói nhiều cũng đủ rồi. Ok, chúc các vị một ngày vui. Dạ, chúng con tri ân sư, hẹn gặp lại sư tuần sau ạ.